Giờ mình đi chặt măng nha. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi làm một món ăn. Hôm nay mình sẽ có măng. Giờ mình đi chặt măng nè. Chặt măng. Đó. Đây một măng nè. Măng lên nè không? Măng lên quá trời luôn. Măng. Giờ kiếm một nào to to đi. To để mình đi chặt măng ha. Đi chặt măng. Măng. Măng của Tứ này lên quá trời luôn. Đó. Cái này cái nghệ hay gì mẹ? Hả? Nghệ hả? Ai biết. Nghệ hả cô Tư? Đâu có đâu mất tiêu rồi. Đây có một măng ha. Đây mình chặt măng nha. Oh. À, bụi này cũng ăn nhiều ha. Cái này nó lên lớn rồi nè. Đúng rồi. Cao rồi nè. Tôi tính kêu chặt một đống mình chứ còn một đó sao vậy? Ừ, một này nó cao rồi, thành tre rồi, còn gì ăn. Đây, chặt măng. Măng này có hơn ký ha. Dính mẹ không? Không. Dính không? Không. Đây một bự bự ghê ha, một non nè. Một non lúc lên. Đây, măng. Ừ. Măng này chắc có mấy ký rưỡi hơn. Ôi đây cà cao nè, trồng quá trời trái luôn này ha. Vừa măng vừa cà cao, quá trời trái. Dâu này có không nè à. Quá trời cà cao luôn. Quá wow, cà cao trái nè. Trái kinh khủng luôn nè. Ồ. Wow. Cao thấy mê không? Cao. Vú sữa nè. Không có hả? Đâu nó chua chị? Không. Giờ có một măng. Một nhỏ. Ớt hiểm á. Quá trời ớt hiểm trái quá trời luôn ha. Trời ơi cà cao nè các bạn ơi. Ồ. Kinh khủng không? Một vườn cà cao phát. Quá trời trái luôn. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi trái nè. Wow. Trời ơi trái cà cao. Cà cao trái quá trời. Kinh khủng quá, từ gốc tới ngọn. Giờ mình lột măng nha. Măng này cũng dễ lột chứ khó lột đâu các bạn ơi. Giờ mình lột măng nha, nãy giờ mình đi vấn măng rồi. Giờ có một măng rồi, mấy một măng kia giờ nó còn nhỏ chưa có ấy. Nãy giờ đi vấn măng mà quay chủ yếu là cà cao mà. Giờ mình lột măng đi. Măng này măng non nè, măng nhà, măng tre, măng đen là mấy măng mạnh tông. Dạ. Măng non ghê không? Măng mà thường mình mua ngoài á là người ta đã để vài ngày rồi. Nên nó không có non. Bên đây mình nữa măng non nè. Đậu lọt ra. À, xin chào các bạn. Thì hồi nãy giờ là mình đã
mình đã đi hái măng rồi đó, mình đi chặt một măng, bây giờ mình sẽ nên hôm nay mình sẽ nấu một món nữa, đó là món cháo chay nha. Thì đối với những cái trước thì mình nấu cháo chay thì có nhiều cách nấu cháo chay ha, tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ nấu cháo chay đơn giản nhất ha. Các bạn trước tiên thì các bạn sử dụng cho mình nấu, nếu mà để nấu cháo gạo nấu cháo á, chứ bạn sử dụng cho mình gạo dẻo nha. Sau khi gạo dẻo thì khi mà gạo nở ra thì nó chất có cái chất kết chín á, nên cháo của mình nó rất là ngon. Thì trước tiên gạo đây mình sẽ đi vo sạch cho mình bắt lên ha. Sau đó thì ở để nấu với món cháo chay thì ở đây mình có chả chay nè, đậu miếng loại chiên và đậu miếng trắng. Thì đậu miếng chiên thì chúng ta sẽ sắc bỏ vô cho nó thơm ngon, còn màu trắng thì nó làm cho cái cháo của mình nó bùi bùi. Củ cải đỏ nè, nấm đông cô, nấm rơm, nấm mèo, các bạn có thể sử dụng là nấm mèo loại trắng hoặc là loại đen gì cũng được ha. Mà ở đây thì mình sẽ sử dụng bột măng, nãy mình đi chặt măng rồi, giờ mình sẽ sử dụng lấy bột măng này mình nấu cháo luôn nha. Để nêm nếm gia vị thì mình sẽ sử dụng ngò rí. Thì đối với người ăn chay thì mình nên sử dụng ngò rí, không có nêm nếm hành tỏi gì hết ha. Thì trước tiên thì ở đây thì chả mình sẽ sắc sợi, hoặc là các bạn có sợi sắc hạt lựu. Đối với miếng đậu phụ này cũng vậy, chúng ta cũng sẽ sắc hạt lựu hoặc là sắc sợi, chúng ta đem chiên lên cho nó giòn. Nếu các bạn nào có thời gian ha, nếu không có thời gian chúng ta sắc hạt lựu. Còn đối với miếng chả trắng này thì chúng ta sắc hạt lựu ha. Củ cải cũng sắc hạt lựu, và núm thì chúng ta sắc sợi. Đối với núm rơm này thì to quá thì các bạn sắc 2, sắc 3, còn nếu không thì chúng ta để nguyên. Trước tiên thì mình sẽ làm sắc bào măng ha, măng mình bào mỏng trước nha. Sắc, nếu các bạn nào có cái dao bào thì chúng ta sẽ bào mỏng ha. Đối với gia vị nêm ở đây thì mình sẽ sử dụng là đường, muối, tiêu, và ở đây là đặc biệt là mình sẽ sử dụng hạt nêm chay nha. Đối với những clip trước các bạn nói là đồ nấu đồ chay sao bỏ hạt nêm vô, thì thực chất ra là hạt nêm chay, bột nêm của mình có hai loại nha các bạn, hạt nêm chay và hạt nêm mặn. Mặn mình không có nói rõ gì cho các bạn biết, hạt nêm chay có hạt nêm chay của hương, nấm hương, nấm đông cô đó, thì nó rất thơm. Nấu đồ mặn thì cũng rất là ngon, nó không có bị nêm, nó rất là thơm, nó không có tanh như bột nêm mặn nha các bạn. Các bạn sử dụng, thường thì mình sử dụng đồ mặn đồ chay mình sử dụng hạt nêm chay hết, mình không có sử dụng hạt nêm mặn ha. Đồ nêm chay thì ở đây thì nếu có hạt nêm chay nó vô cái vị nó thanh lắm các bạn, mình sẽ sử dụng hạt nêm chay nha. Rồi ở đây thì trước tiên thì sau đó mình sẽ làm đồ cắt đồ ra. Sau khi mình sát xong hạt lựu ha, những cái nguyên liệu này nè, mình sát xong hạt lựu xong rồi ha, núm rồi đậu hũ tất cả. Măng thì ở đây thì mình sẽ sắc sợi ha. Cái măng là đối với măng tre của mình á, ở đây thì các bạn luộc sơ trước nha. Các bạn là khoảng 10 phút măng này trước sắc mỏng, nếu các bạn sắc mỏng như thế này, mỏng và sợi như thế này, chúng ta sẽ luộc khoảng 10 phút cho nó cái chất đắng của nó. Đối với măng măng tre thì các bạn nên luộc sơ, còn đối với măng mạnh tông á, là măng đen á các bạn, thì các bạn không cần luộc sơ, tại vì măng đó nó không có đắng. Nhưng mà tuy nhiên thì măng tre của mình là cái loại là nó hơi nhẫn nhẫn nha, các bạn không có luộc chín mà các bạn bỏ vô cháo nó nhẫn nhẫn, nó khó ăn lắm. Thì đây mình sẽ luộc ha, mình sẽ bắt lên cái bếp mình luộc, mình cho vào luộc khoảng 10 phút nha, cho sau đó là mình mới cho vô nồi cháo. Sau khi mình bắt cái nồi cháo lên như thế này thì nó sôi lên. Gạo của mình á, gạo là gạo dẻo á, nên nó nổi như thế này, và một hồi thì nó có độ kết chín lại á. Ở đây mình luộc khoảng 10 phút, ở đây mình tắt bếp nha. Mình lấy măng ra mình bỏ vô nồi cháo luôn. Sau khi các bạn chắc nước ra hết rồi các bạn, nước luộc á, chúng ta bỏ, chúng ta sẽ chế một nước khác lên để chúng ta bỏ bớt cái chất rắn ở trong măng á. Đó, mình sẽ bỏ vô nồi cháo, và cháo của mình khi nãy đã nở ra rồi á, thì mình sẽ nấu măng này. Nấu thì nó chín luôn, nó không có còn bị đắng nữa.
đó mình chỉ cho dầu vào nha, mình xào sơ cái tất cả các nguyên liệu của mình vào ha. Trước tiên thì mình xào củ cải nè, nấm nè, chả mình xào trước, tại cái nguyên liệu này, những cái nguyên liệu này á, khi mà mình nấu nó không có bị bở ra, nấu lâu được, củ cải mình nấu lâu được ha. Còn đối với đậu miếng á, mình sắc mỏng thì mình sẽ để sau nha. Củ cải vô trước. Tiếp tục xào chả nha. Và tương tự các bạn xào chả cũng vậy nha. Sau khi mình xào tất cả các nguyên liệu mình bỏ vô nha. Đậu miếng bây giờ ở đây mình sẽ bỏ vô luôn, không có xào nha. Nếu mà xào chúng ta làm trớ xào tới xào lui thì nó sẽ nhừ cái miếng đậu, nó không có ngon. Ở đây mình đậu miếng chiên với đậu miếng trắng, đậu hũ trắng á, thì mình sẽ bỏ vô mình nấu. Ở đây nó sôi rồi, mình bỏ vô nó hết sôi rồi, nó sẽ sôi lên, mình nêm nếm nha. Các bạn nêm nếm gia vị thì chúng ta sẽ tắt bếp nha, tắt bếp chúng ta bỏ gì bột nêm á. Bây giờ nếu mà các bạn mà để lửa cao mà chúng ta nêm bột nêm hoặc bột ngọt vô á thì nó dễ gây bệnh lắm. Bây giờ cái gì cũng bệnh hết nên ở đây thì mình sẽ cho ha, mình sẽ nêm từ từ nha. Rồi mình sẽ lặn lửa nhỏ hoặc là mình tắt nhỏ, thiệt nhỏ ha. Cho bột ngọt nêm nha. Nồi cháo của mình bây giờ nó nở rồi, vừa nước vừa cái ha. Là kiểu như 60% là cái, 40% là nước. Nếu các bạn nào muốn ăn đặc chút nữa thì chúng ta sẽ nấu cháo cho nó nở nhừ nữa nha. Đây thì như nãy mình giới thiệu là ở đây mình sẽ sử dụng là 3 muỗng canh bột nêm, 3 muỗng cà phê á, bột nêm chay nha các bạn, muối, đường. Sau khi nếm xíu xong xuôi thì mình nay mình sẽ sắc hành ví vào, sau đó cho mình cho hành vào, tiêu vào nha. Như thế là mình đã làm một xong món cháo chay ngày hôm nay rồi các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhé, đăng ký kênh để xem tiếp những video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn. Đúng đi. Măng nè. Măng thử. Vừa ăn ngon. Ngọt. Đúng không? Đúng.